Lâu lâu cho tụi cá nhà nhịn đói một bữa đi ra biển chơi nè mấy ông ơi. Thì hôm nay đi ra biển nước rất là cạn nha, có mấy con ốc mượn hồn rồi, nhìn vui không? Nhìn là nhớ tuổi thơ dữ dội một thời nè. Này là biển Tân Thành nha, buổi sáng ra bắt đầu ngắm bình minh, chuẩn bị tắm biển cho nó mát. Mà ai ngờ đâu nước cạn nhất à. Ở đây cô chú cũng đang bắt đầu ra khơi để đi bắt đánh bắt nè. Đó, xa thì nước vẫn cạn nha. Ở đây thì thấy hào nhiều lắm mà giỏ không nha các bạn. Có kìa ba ốc mượn hồn á đang bò kìa. Ê, đây 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 chụp đầu đó, nãy giờ bắt cũng được một đống luôn à. Nhìn tụi này có ai nhớ lại tuổi thơ giống tôi không nè, hồi nhỏ hay chạy ra trường cấp 1 kêu mấy chú bán con liêu liêu đó, gọi là ngốc mượn hồn này nè. Giờ thì mình thả tụi nó nha, cho nó về.